Cáp cài giảm hòi giảm xếp giảm cày tăng đèn tin cắp lại cửa khẩu, to cắp mương Trung Quốc. Cắp nhằm lịch sử văn hóa hừng pì, lại bón dù lịch sử, cắp nằm điền bón số mi tiếng cùng cánh hoa mương, khi phá rú rền. Cào bằng, lò bón, mi lại khủ vầy mà phe kinh tế, xã hối. Tà va, cắp bưng khủ ngay tin, nhăng bóc bính khải đầy, nhăng bỏ lại khủ cắt khó. Nưng cùng bưng cắt kho nắn, lò ốt nán mà hòn xó bày tăng ma. Té cào bằng, khẩn má càng òn chinh trí, kinh tế xã hối nhá lùng không tiền mưng. Bó mít lơ tròn đợi ứng, no hòn xó bày tăng ma, cái cắp dòng theo tăng lùng giảm, cánh theo tăng lùng dí à. Chọp khám cài, lại bòm bu ỏm ẻo hiểm hái, cắp gian chơ té dí hót hốt chớ đùng hù. Bước dần hẳn, tình cao bằng, có cần mi theo tăng cao tốc phải bảy ma, mà bê kinh tế xã hối. Hù chảnh bưng khủ đi nằn, cắp bưng cắt khó. Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tơ thứ xếp cầu nhiệm kỳ dòng văn bảy sao, cái dòng văn bảy sao hà, có đại tranh thí giảm chương trình, vạch kẽ cày về ốt nán. Năm dệt giảm khù, mà bê kinh tế rút phùng đèn tin, mà bê du lịch nông nghiệp. Cổ nằn, chương trình mà bê chu theo tang bảy ma là nâng cùng giảm chương trình, khẳng nhiệm kỳ nì, cánh là nâng cùng bưng dự án mi khắc nghề, bòm cắp mà bê khẳng tỉnh là dự án theo tăng cao tốc, đồng đằng khẳng tỉnh Lạng Sơn, trả lính khẳng tỉnh Cao Bằng. Cái dự án đường bộ cao tốc ấy. Dự án theo tăng cao tốc là dự án nhớ lùng khoảng tỉnh. Dự án là lông mà pe khoảng tinh cá mướng. Cánh quốc tế ăn nỉ là theo tăng táng tải quốc tế Á Âu, té cảng quốc tế Lạch Huyền khoảng thành phố Hải Phòng, mà cửa khẩu Cha Lính khoảng tỉnh Cao Bằng, Long Bằng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bay bưng tỉnh Trùng Khánh, Lăng Nằn, trắng bay bưng mương Châu Âu. Dự án ní là lôm kẻ khầy, bưng bón ốt nán nhất lo mà theo tăng, lọc khù mà pe men văn hở tỉnh, tăng bảy ma, không quốc gia. Chờ theo tăng cho ốt nán, đình mương báu mà bách kinh tế đẩy, sơn nằn Cao Bằng có cầm quyết. Năm dệt dự án men văn cánh ảo khảo sổ. Do vậy thì Cao Bằng đã quyết tâm, quyết liệt và chủ động sáng tạo, thống nhất trong hành động để thực hiện, để cái dự án này sớm được hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác. Dự án cắp lông bằng con khải quảng, bưng theo tăng bảy ma phải cả khải cắp mương hán, men văn ao Cao Bằng cứt bình là bón, cái cắp bưng tỉnh, bưng tài nằm khổng mương hán cắp bưng tỉnh, ấn khổng Việt Nam, sơn Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phóng, lăng nằn lò bưng tỉnh Bắc Cán, Thái Nguyên, Hà Nội, bòm cắp bưng tỉnh Hà Giang, Tuyền Quang, cắp bưng tỉnh Tây Bắc khổng Việt Nam. Đắc hơn là kết bình theo tăng hướng nằm bòm cắp ASEAN xú phùng, Tràng Quảng, Tây, Trùng Khánh, Tứ Duyên, Quý Châu, Khòng Mương Hán, Bày Mương Trùng Á, Cánh Châu Âu, bòm nằn. Ta cụ ngay đi, vầy hờ vết cà khải nho sùng cất đầy lang đi. Về cà khải rú cổng phùng vào rừng, lăng nằn là cô hén năm dệt. Bòm cắp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tăng tánh theo tăng cao tốc đồng đằng Lạng Sơn, trả lính khẩn tỉnh Cao Bằng. Dú buổi xét về cắp lãnh đạo tỉnh Cao Bằng mừng sao xí khăm bờn xíp ép bị sóng băn 70 mét, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có dùng chờ cắp lông tăng năm dệt dự án theo tăng cao tốc trả lính đồng đằng cớn bị sóng băn 7 sao hạ. Giao hờ Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng là cơ quan hơn nước mi thẩm quyến ký chào. Tòi lông bùn thoát ngân ó khòng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
dự án toát ó, toi lung, năm dệt, bưng thảo tăng, cào tốc làng sơn cào bằng, té gao tác đồng đằng, họt trả lính, hi hỏi nưng xếp hạ cải tăng, cắp, sô ngấn toát ó, năm dệt, lò cài, sao băn, tìm mặn ngân. Mờ xếp khám bẩn pét bì dòng băn bài sao, dự án tăng cào tốc đồng đằng, làng sơn trả lính cào bằng, thuốc nhóm ả, có đại thủ tướng chính phủ phê duyệt. Thoát ngân ó, rú quyết định, băn nâng dòng hỏi xếp dòng, toi lung, năm dệt, cổng từ, hót bẩn xếp bì dòng băn bài sao tỉnh cào bằng, có tổ chức lễ năm dệt dự án, vào gần khu mà pe khỏng tình, cáp lăng mỏng con khỏng quân dần cào bằng, vầy mi thẻo tăng đánh năm dệt. Tà va nam dệt thẻo tăng cào tốc, cắp, mi lại bỏm pu, ỏm ẻo, kinh tế me hen khoảng tình nhau mi lại, khù, bóng mà pe. Sơn hẳn có bỏ lại cắt khó, bỏm cắp lúc cầm quyết nam dệt dự án, cùng buổi xét về khoảng thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, cắp lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, bần xếp ết bị sóng băn bảy giao ết, tỉnh Cao Bằng có miên năng kham cắp thủ tướng chính phủ. Mà bừng cắt khó, kè khẩy, cùng gian nam dệt dự án thẻo tăng cào tốc. Khu nị có đại thủ tướng chính phủ, on pa, sơn nặn, báu, va ra cha, dệt đầy bón tờ, lò dệt hót bón nắn. Thủ tướng chính phủ có móc xào hở bàn chấp hành đảng bố tỉnh Cao Bằng, lim le kế hoạch thoát ngân ó, cùng gian bị sòng băn bảy giao ết, hót bị sòng băn bảy giao hạ, cầm quyết năm dệt, gión giảm bưng dự án nhang báu cần sơn nặn tập hôm cốc ngấn nam dệt bưng dự án tranh thí khẳng tình nhất lo dự án tăng tánh thẻo tăng cào tốc đồng đằng làng sơn trả lính cào bằng cớn bì dòng băn bài sao hà vậy kẻ khầy bưng khủ ốt nán mà hòn sóc bày tăng mà song song với những công việc thì thẩm định thì hiện nay một số công việc bòm các bưng năng về thẩm định khai nghỉ số nâng năng về đánh nam dệt, sừng, lung, kiến trúc, tăng tánh, bưng chính sách. Phải báo cáo, tẹp ban hoặc nằm đình bón rú, nằm dệt lung, ảo bình phải dệt bưng cổng trình tăng tánh, té khái hoặc là bị dòng băn phải sao dòng, trí đánh nam dệt, té giảm bờn hoặc bị dòng băn phải sao giảm, cánh trí dệt mồm cùng là bì dòng văn tại giao hà. Anh nhỉ, là san tỉnh có đăng nêm dệt dự án cơ đại lại đăng đi về men toàn lông bồn tát áo. Khai nghỉ dự án có đăng đại tỉnh sức tầm, lim le, chảnh thí. Lăng dự án cao tốc, tỉnh có đăng tăng tánh dự án ý trí đại nam dệt bính thầy bưng khủ ngay đi thoát ngân ó gòn dự án ý. Thẻo tăng cào tốc đồng đằng lăng sơn trả lính cào bằng lò thẻo tăng vùng trời lại nhất tình công đánh ó chết tổ công tác năm dệt dự án cánh về trên báo năm dệt vải ảo bình vải dệt nhất lo trên báo hải quân dần địa phương hủ trành khu trành thí khoảng dự án vải hải quân dần sùng chờ năm dệt men văn kẻ khầy vậy ao phiền dệt tăng hơn men văn hơn và địa phương và đặc biệt là tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về cái tầm quan trọng của dự án và tạo cái sự đồng thuận của người dân. Năm dệt kết luận khoảng thủ tướng chính phủ số kỳ họp thứ hốt hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ dòng ban bài sao hết họp bị dòng ban bài sao hút vâng đại biểu có trả ban sùng trả sùng tanh ó nghị quyết mà thoát ngân ó năm dệt gòn ngân sách địa phương xung dự án tăng tánh theo tăng cao tốc đồng đằng làng sơn tra lính cao bằng thì trong thời gian tới thì đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
là tiếp tục triển khai đồng bộ. Cùng Tam Pải Nà, Đảng bộ chính quyền cánh quân dân chủ trợ quân cùng tỉnh chí năm dệt chu lung kẻ cải men văn dự án men ta kế hoạch tràn năm dệt tài neo nặn cần tập hôm số nâng vụ chảnh thí chi nhất là sức tạm năm dệt chu trẻ lái thoát ngân ó lim đe hải chấp khỏ trình thủ tướng dự án về tổ chức năm dệt gian chi nhất cố hén cùng bị nỉ trí năm dệt thứ dòng lò sức tạm liêm le kế hoạch thoát ngân ó cùng gian bị dòng pan bảy sao hết hoặc bị dòng pan bảy sao hà top hôm gión giảm ngân sách hơn nước đôi cáp bưng cổng trình dự án nhanh báu men văn top hôm gục ngân hở dự án theo tăng cao tốc đồng đằng trả lính thứ giảm là năm dệt bưng năng về dệt hình tình về năm dệt dự án làng chờ đại thủ tướng chính phủ về duyệt dự án đại ao khẩu năm dệt chỉ là khu ngoài đi về mà pe kinh tế xã hội mà pe cả khải trương hàng khé hà bưng nhà đầu tư thoát ngân ó năm dệt cùng hòn du lịch dịch vụ kinh tế cửa khẩu nông nghiệp hữu cơ to lông quỷ hoa khẩn tỉnh tắt ó giữa các tỉnh cũng như là cả vấn đề nước bạn và quốc tế rồi các cái vùng ở trong tỉnh và không những chỉ phát triển về cái lĩnh vực là kinh tế cửa khẩu mà còn phát triển cả về đô thị thương mại dịch vụ và đặc biệt là vấn đề tiềm năng du lịch ở trong tỉnh. Dự án theo tăng cao tốc đồng đằng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng làng chơi đại tăng tánh bơ sức to cho sở Cao Bằng khé hà bưng nhà đầu tư kích bình bón mạp pe cả gải chân hàng chí ta ó lông phến mỡ hở hòn kinh tế khoảng tỉnh Cao Bằng về năm dệt theo tăng cao tốc cò đại năm dệt chảnh thí men văn kẻ khảy bưng cắt khó cảm quyết hứt khẩn năm dệt lăng mon khoảng đảng bố chính quyến cánh quân dần chu trợ quân cùng tỉnh cam quyết cái khảy bưng cắt khó về mạp pe kinh tế xã hội từ tên án Cao Bằng trắng mì thể mạp pe xung đáng các bưng khủ ngay đi khoảng nằm tiền bón số cực hở cực biển tỉnh mạp pe